가슴이 말하는데 두 눈이 말하는데 난 다시 또 거짓말을 해 눈물만 남길까 봐 네가 더 아플까 봐 Tự khóc chăng Sun à? Ngươi đừng có khóc. Đừng có khóc mà. Trời ơi, trời ơi. Phụ thân ơi, phụ thân ơi, phụ thân ơi, phụ thân ơi, phụ thân ơi. Tỉnh lại đi. Con sổ bí mật của Thế Tử đâu? Ta chính là người thân cận với Thế Tử. Trời ơi, sao cha lại đi theo cha. Ôi cha ơi,
con xin cha hãy nghe con giải thích mọi chuyện đi. Hôm qua vị đại nhân từng thuê con làm việc đã bị thương đó. Thì sao hả? Có phải chính là vị đại nhân lúc nãy mà con đã đi cùng hay không? Sao cha lại biết con đi với ngài ấy? Đó là người đã luôn tìm kiếm bản ghi chép của Thế tử Chung Hy Ơn trong những năm qua. Con làm việc cho hắn hay sao? Sau này con sẽ không gặp lại ngày ấy nữa đâu. Cốt buôn à, đóng gói đồ đạc đi, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Cả con nữa, thu dọn đi. Cha sao vậy? Cha ơi cha, sao bà còn chưa thu dọn nữa? Ông bị mất trí rồi sao? Đêm hôm thế này bà đi đâu được nữa chứ? Cha ơi cha, con biết là con sai rồi. Con xem ta không ra gì vì không nuôi nổi con đúng không? Tất cả các người đều coi thường tôi vì tôi không làm ra tiền đúng chứ? Không phải mà, con xin cha. Ôi trời ơi, lại nữa rồi, thiệt tình. Có chuyện gì hả? À, chuyện là ông ấy muốn đại nhân đưa ông ấy về. Thần đã cử một đội đi xung quanh tìm kiếm lão ta, nhưng họ vẫn không thể tìm ra. Kim Sung Dân đã nhìn thấy nàng rồi sao? Chắc hắn nghĩ hôn thê xưa kia của hắn cuối cùng cũng đã quay trở về. Tôi đã dẫn dụ hắn tới nhà. Có lẽ là hắn cũng đã phát hiện ra tôi là con gái của tể tướng Trời Trần Trung rồi. Có lẽ trái tim của hắn khó mà có thể chấp nhận được câu chuyện khó tin này. Cả ta cũng vậy. Nàng rất giống người con gái đó. Hắn làm sao có thể quên người con gái đã vì hắn mà hy sinh mạng sống chứ? Tôi tin rằng ngài sẽ giữ lời hứa với tôi, giúp tôi trở thành hoàng hậu bằng mọi giá. Tất nhiên ta sẽ giữ lời. Ngươi sẽ sớm được trở thành hoàng hậu như ngươi mong muốn. Ngươi không cần phải lo lắng đâu. Lần tới nếu có gặp lại người đó, tôi sẽ dẫn dụ hắn đến nơi mà hắn đã từng sinh sống trước đây. Tiểu Ngân à, thật sự không biết là chỗ cất giấu cuốn sổ bí mật mà ngài đang tìm kiếm. Tuy nhiên Tiểu Nhân còn có một bằng chứng khác. Đây là bản giao ước. 10 năm trước, người vu cho Thế tử Sa Đông về tội mưu phản khiến ngài ấy phải chết thê thảm, cũng chính là người đứng đầu Hồng Môn Quan. Ý ngươi là đại nhân Đô Trang Sinh? Đây là bản giao ước ngài ấy viết. Ngài ấy đã hứa sẽ cho Tiểu Nhân được làm sứ giả ở nhà Thanh. Đây đúng là bút tích của tổ phụ. 2 ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu hành động, hãy sẵn sàng. Gia Điên Hà,